Hello, hôm nay Mọt tôi sẽ test cho anh em một con game mới ra mắt ngày 15 tháng 5 này nha. Có một sự thật mà các ông có thể chưa biết hoặc có thể đã biết rồi, thì mặc dù là đối thủ trong ngành của VNG, nhưng con game này vẫn được riêng ưu ái, dành khá nhiều lời khen và tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho nó. Vì thế nên anh em nào tò mò muốn test thử thì có thể tải về chơi, coi chừng nghiện luôn đó nha. Bây giờ anh em cùng tôi khám phá thử game này có gì mà nó lại hot đến như thế. Con game này có tên là Phong Vương Mobile. Nghe tên thôi là đã biết con game này sẽ là dạng game tiên kiếm luôn rồi đó. Game này được dựa trên phiên bản Phong Thần ra mắt hồi năm 2006. Tuy nhiên Phong Thần là bản PC, còn Phong Vương là bản mobile mới được trình làng nha anh em. Hiện tại thì mọi người có thể chơi game bằng bản Android thôi, nhưng mà bản iOS chắc chắn sẽ sớm được ra mắt. Về đồ họa thì sao? Game này sẽ mang hơi hướng cổ điển, khá là thô sơ. Có nhiều bạn thấy không đẹp, một số khác lại thấy nó rất hoài cổ, khơi gợi được ký ức tuổi thơ cho nhiều người. Vì game này bản chính cũng đã ra mắt hơn 15 năm rồi, và nhà ADNX chỉ fix lỗi thôi chứ không fix lại gì trong game này cả. Vì thế mà Mọt tôi tin chắc rằng rất nhiều anh em theo dõi kênh của Mọt nhìn phát thôi là tuổi thơ nó ùa về ngay. Và game này được phát hành bởi ADNX, là tập hợp đội ngũ của rất nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm trò chơi điện tử trực tuyến. Nhất là vì ADNX là công ty Việt Nam, vì thế nên Mọt tôi rất ủng hộ game Việt nha anh em. Rồi, về cơ chế game này có 3 lớp nhân vật: giáp sĩ, đạo sĩ, dị nhân. Về cơ bản thì game này có các lớp nhân vật không hoàn toàn giống so với các game kiếm hiệp hiện nay. Các lớp nhân vật tuy không đa dạng nhưng lại là một thời để nhớ của các anh em đam mê phim chưởng. Xem qua một vòng thì Mọt tôi thấy nhân vật khá ngầu, nhìn rất mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn toát lên được sự nữ tính nếu các anh em chọn nhân vật nữ. Về lớp giáp sĩ thì sẽ có sức mạnh phi thường, thể lực hơn người. Về lớp đạo sĩ thì sẽ biết làm phép, còn về lớp dị nhân thì sẽ có thể điều khiển được nhiều loài. Và cũng như Mọt tôi đã nói từ trước thì cũng là những lớp kiếm hiệp căn bản thôi ha. Rồi bây giờ Mọt tôi sẽ thử lớp đạo sĩ, giáp sĩ, dị nhân này cho anh em coi nha. Đó, Mọt tôi vừa nhảy vào một cái là đã thấy server rất là đông rồi. Mặc dù biết là đông á, nhưng mà không nghĩ là sẽ đông đến thế này anh em ạ. Áo thiệt đó. Tôi cũng vừa nhận ra là anh em xứ Đông Lào rất thích game này và những cái dạng game cày cú giống như thế này. Bởi vì mặc dù game này đã rất là xưa rồi, nhưng mà ra phiên bản mới nào cũng sẽ thấy anh em chơi rất là đông luôn. Nể thật sự. Nói qua một chút về cấu hình của con game này thì nó khá là nhẹ. iPhone 5S trở lên hoặc là Android cỡ 2GB RAM trở lên thôi là có thể chơi mượt rồi. Dung lượng game sẽ rơi vào khoảng 1,7GB. Sau khi tôi trải nghiệm sơ sơ ra một tí thì thấy game này có đồ họa và tính năng giống đến 99,9% bản PC nha. Sai lệch gần như là không có đâu anh em ạ. Rồi ngoài ra giao diện có thể thu phóng, đa dạng góc nhìn trên mobile và có thể hỗ trợ các chế độ tự động như Auto PK. Rồi giờ thì Mọt tôi sẽ đi làm nhiệm vụ cơ bản của game nha anh em. Nãy giờ lòng vòng quá rồi. Nhịp game này khá là chậm rãi. Nè anh em nhìn thấy nè, từ di chuyển tới mọi thứ xung quanh, cái gì nó cũng chậm. Rất thích hợp cho các anh em thích chill mà muốn có game gì đó rảnh tay để chơi nha. Gameplay của game này cũng khá đơn giản, dễ chơi. Anh em có thể bật auto ở đây hoặc là tự mình di chuyển để làm nhiệm vụ. Chỉ cần xem map, tìm tên hoặc chỗ nào phát sáng là được. Và game này cũng sẽ có nhiều nhiệm vụ để anh em trải nghiệm kèm tăng cấp nha, không lo bị thọt. Đã thế tí nữa lên cấp sẽ có nguyên bảo giúp cho anh em còn tăng cấp nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa. Không quá khác biệt so với bản PC nên sẽ rất quen thuộc cho các anh em đã chơi qua Phong Thần. Mà khi trải nghiệm thì Mọt tôi thấy có khá nhiều nhiệm vụ sẽ không tự định hướng. Mục đích là để anh em sử dụng được tối đa tính năng của game, nên nó không phải là lỗi đâu, cứ từ từ mà trải nghiệm thôi. Và như anh em đã thấy, đánh quái trong game sẽ hơi bị lâu, tuy nhiên trải nghiệm thì khá là chân thực, sẽ không bị nhàm chán quá. Mọt tôi đánh còn bị hụt máy nữa nè. Mô tiếp anh em có thể dùng để chơi game này đó là anh em nên lập tổ đội để chơi thì sẽ nhanh lên level hơn. Lượng quái trong game có khá nhiều nên mọi người không phải lo việc quá nhiều game thủ farm dẫn đến hết quái. Nói chung là đội ngũ phát triển game đã khá tâm lý ở khoảng này rồi. Giờ thì anh em nghía qua với Mọt tôi một vài mục khác ở game này nha. Và cái tất nhiên phải xem đầu tiên là shop vật phẩm rồi. Mọt tôi xem qua thì thấy giá rẻ nè, ưu đãi nè, chỉ có 1000 đồng cho một vật phẩm thì căn bản các ông quá lợi rồi. Cùng ngày khai mở game thì ADNX còn ra thêm sự kiện loan tin Open Beta để cùng hòa chung với không khí nhộn nhịp ngày này. Thực ra thì cách tham gia cũng khá đơn giản, nhưng mà phần quà nhận lại thì không chơi vào đâu được. Mọt tôi đã nhanh cái tay nhanh cái chân tham gia rồi, có gì Mọt tôi sẽ phải hấp trước nha mấy ông. Còn mấy ông mà muốn tham gia cứ lên fanpage của Phong Vương mà xem. Song song với sự kiện ra mắt game là cặp sự kiện Oán Tù Tì với khiêu chiến lãnh địa cũng đã ra mắt ở thời điểm hiện tại. Với sự kiện Oán Tù Tì thì mỗi ngày game thủ sẽ có 5 lượt tham gia Oán Tù Tì thách đấu và nhận được 10 điểm cho mỗi lần chiến thắng. Tích điểm càng cao, phần quà gift code cũng càng trở nên giá trị hơn, đạt đủ 150 điểm nha. Một phần quà siêu toa khổng lồ sẽ tới với các anh em game thủ ngay. Sự kiện khiêu chiến lãnh địa thì sao? Thì nơi này chúng ta sẽ có thể chọn tàu lãnh địa hoặc là tham gia một lãnh địa và chuẩn bị khiêu chiến đối thủ ở trong thời gian sự kiện. Lãnh địa càng nhiều thì thành viên sẽ càng có ưu thế về số điểm trên bảng xếp hạng. Và với tất cả những sự kiện, tất cả những tính năng phong phú vừa rồi cộng với một nền đồ họa quá chi là hoài niệm như vậy, thì tất cả những game thủ dù là đã chơi lâu năm hay là mới chơi thì đều sẽ có những trải nghiệm thật sự đáng nhớ. Mà nếu hiện tại anh em không tải được bản mobile thì có thể trải nghiệm Phong Vương bản giả lập. Bản giả lập sẽ có trải nghiệm game được cải thiện đáng kể hơn so với trên bản mobile. Tuy nhiên là Mọt tôi không khuyến khích đâu nha, vì đã gọi là game mobile thì nên chơi trên điện thoại đúng không mọi người? Còn nếu các ông lười chơi nhưng mà lại muốn follow game này thì ngại gì mà không nhấn một follow kèm theo một subscribe cho tôi nha. Và Mọt tôi sẽ ra thêm nhiều video về game này hơn nếu có thể nha. Ok, cảm ơn em đã xem qua hết phần review của Mọt tôi về tựa game Phong Vương Mobile. Mọi người có thắc mắc nào về game cũng như có ý kiến nào đóng góp cho kênh hãy để lại bên dưới phần bình luận nha. Bây giờ thì Mọt tôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người.